Cảnh báo tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, số cực đỏ, tiền về ngập nhà. Phong thủy phát tài xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Thưa quý vị, dẫu rằng câu này ai cũng biết, nhưng muốn thực sự lĩnh ngộ được nội hàm đó thì lại không phải chuyện đơn giản. Từ xưa đến nay, khắp cõi Đông Tây, người thì bị mê hoặc bởi cái danh, kẻ lại bị dẫn độc bởi cái lợi. Người bươn chải vì quan tước, kẻ lại đau khổ vì tình yêu. Họ đều coi danh lợi, tình tiền là mục tiêu theo đuổi cao nhất trong cuộc đời mình, nhưng lại không biết rằng tài sản lớn nhất của đời người lại là sức khỏe của chính họ. Trong video của ngày hôm nay, để nắm rõ vận mệnh của mình khoảng thời gian 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, tháng của cô hồn dã quỷ và cũng là tháng vô lan, quý vị hãy cùng Phong Thủy Phát Tài theo dõi phần luận giải và cảnh báo cho bản mệnh của mình ngay sau đây nhé. Tử vi 15 ngày đầu tháng 7 năm 2024, tuổi Canh Tý âm lịch. Nguyệt lệnh đế vương cũng là lúc tuổi Canh Tý cho thấy sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, và nhờ có khả năng thích nghi tốt, bạn sẽ củng cố được quyền lực và sức mạnh của bản thân ở nơi công sở. Nhiều người thể hiện sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo, được mọi người tín nhiệm và yêu mến. Nhìn chung thời gian này, vận may của tuổi Canh Tý bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bản mệnh có thể tự tin thực hiện các kế hoạch của mình mà không có quá nhiều chướng ngại. Kiếp tài xuất hiện trong 15 ngày đầu tháng này, dự báo có thể có những kẻ cảm thấy ghen tị với thành tích mà bạn có được, nên họ tìm cách để làm hại bạn đấy nhé. Thậm chí một số lời thêu dệt của họ dành cho bạn khiến bạn cảm thấy vô cùng phiền lòng. Ngũ hành tương sinh giúp cải thiện vận may tình cảm cho người tuổi Canh Tý thời gian này. Cho dù bạn bận rộn với công việc nhưng nhận được sự cảm thông rất nhiều từ người thân của mình, họ không ngừng nói những lời động viên để bạn tiếp tục cố gắng. Khía cạnh sức khỏe của con giáp tuổi Canh Tý gần đây không tốt, dễ có tai họa bất ngờ ập tới. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe thì bạn nên dành thời gian chữa trị đến nơi đến chốn, hạn chế các vấn đề ảnh hưởng lâu dài, dễ bị tái phát đi, tái phát lại. Trên đây là phần luận đoán tổng quát 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch cho con giáp. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đi vào luận giải chi tiết từng ngày may rủi ra sao quý vị nhé. Sau đây sẽ là ngày đầu tiên của vận trình. Theo tử vi ngày hôm nay của 12 con giáp, thủy sinh mộc báo hiệu những tin mừng trên phương diện tình cảm cho người tuổi Canh Tý. Bạn luôn tìm cách đem tới niềm vui cho người thân, khiến tình cảm của đôi bên luôn khăng khít. Chính quan chỉ đường dẫn lối, con giáp này đã biết lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và cân nhắc vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhờ vậy mà mọi việc có thể được giải quyết một cách thuận lợi và nhanh chóng. Tiếp theo là ngày mùng 2. Thương quan soi chiếu, mọi việc tiến triển không mấy thuận lợi trong thời điểm này. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn nên hỏi lại ý kiến của lãnh đạo hoặc là tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Đừng làm việc theo cảm tính. Đối với người làm lãnh đạo, bạn chớ nên quá hà khắc với cấp dưới của mình. Nếu cấp dưới không cố tình phạm lỗi thì bạn không nên trách phạt nặng nề, gây áp lực chung cho cả tập thể. Hãy hành xử rộng lượng hơn, bạn sẽ được nhiều người tôn trọng hơn. Mộc khắc thổ, có thể những hành động bạn cho là đúng lại khiến nửa kia tổn thương. Con giáp này cần phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Đừng tự coi mình là trung tâm, lấy cảm xúc của mình để phán đoán cảm xúc của người khác. Tiếp theo là ngày mùng 3. Thiên ấn phù trợ, người tuổi Canh Tý có thể gây được ấn tượng sâu sắc trong mắt của lãnh đạo. Cách nghĩ, cách làm mới mẻ của bạn có thể giúp cho những việc tưởng chừng bế tắc được giải quyết gọn gàng. Vì thế, dù là người mới trong tập thể đi nữa, bạn cũng đừng ngại nêu lên các ý kiến, quan điểm của mình. Có thể bạn sẽ thổi ngược một làn gió mới vào tập thể vốn đã đi theo lối mòn quá lâu. Tuy nhiên, Mộc Vượng khuyên bạn, dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức. Nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay. Tiếp theo là ngày mùng 4. Nhờ tam hội thúc đẩy, người tuổi Canh Tý nhận ra được điểm mạnh của mình.
Vì muốn gây ấn tượng với cấp trên nên bạn làm việc gì cũng rất quyết tâm và tâm huyết. Công việc của bạn có thể đạt được thành tích tốt trong ngày hôm nay. Nếu túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư. Bạn có cơ hội kiếm về một khoản khá triển vọng. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động. Bạn và người thân nên trò chuyện với nhau nhiều hơn để giải quyết những bất đồng còn tồn tại. Khi đã hiểu nhau hơn, các cuộc tranh cãi cũng sẽ dần ít đi. Tiếp theo là ngày mùng 5. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, mộc khắc thổ khiến người tuổi Canh Tý trở nên quá mức nhạy cảm với những lời khuyên từ người thân. Đừng cho rằng đối phương khó tính, người ấy chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Thực thần trợ mệnh, phương diện tài chính báo về tin vui cho con giáp này. Bạn nhận được khoản thù lao từ những hợp đồng với đối tác. Vì đã khẳng định được vị thế của mình nên bạn ngày càng ký kết được nhiều hợp đồng hơn. Tiếp theo là ngày mùng 6. Người tuổi Canh Tý phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Bạn đang hành xử khá bốc đồng và không chịu hợp tác với mọi người xung quanh. Nếu cứ giữ cách hành xử như vậy thì bạn sẽ gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ và tiến độ công việc của mình. Đã đến lúc bạn nhìn thẳng vào những khuyết điểm của bản thân và có hướng sửa đổi. Chẳng ai có thể tài giỏi trên tất cả các phương diện, nhưng chỉ cần khiêm tốn chịu học hỏi và thay đổi thì bạn sẽ phát triển rất nhanh. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Tiếp theo là ngày mùng 7, tam hợp phù trợ, người tuổi Canh Tý trải qua một ngày thuận lợi. Về cơ bản là các công việc bạn cần giải quyết hôm nay đều là những việc bạn đã xử lý quen tay. Vì thế mà bạn cảm thấy rất tự tin, thậm chí bạn có thể hướng dẫn người khác. Người làm kinh tế có thể xem xét đến việc ký kết hợp đồng với các đối tác nếu bạn đã tìm hiểu kỹ các thông tin về đối phương và về dự án trước mắt. Đôi bên hợp tác ăn ý có thể giúp lợi nhuận kiếm về nhiều hơn dự kiến. Mộc sinh hỏa, phương diện tình cảm cũng báo về tin vui cho con giáp này. Bản mệnh rất trân trọng những gì người thân dành cho mình và cũng đáp lại đối phương bằng một tình cảm tương tự. Quan hệ hai người ấm lên nhanh chóng. Tiếp theo là ngày mùng 8. Thương quan cản lối, người tuổi Canh Tý làm lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định thiếu chính xác trong ngày hôm nay. Bản mệnh quá tin tưởng vào bản thân nên không nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn. Đây là bài học mà bạn cần phải ghi nhớ để tránh mắc phải lần sau. Đối với người làm công ăn lương, bạn nên chú ý tuân theo các quy tắc của tập thể, không nên làm mọi việc theo ý mình. Nếu bạn không biết cách hợp tác thì việc gì cũng làm không xong, thậm chí gây phiền phức cho người khác. Mộc khắc thổ, con giáp này không nên tự cho mình là người đúng đắn rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu người thân của mình. Một khi khúc mắc xảy ra, cả hai người đều phải có thiện chí cùng giải quyết vấn đề. Tiếp theo là ngày mùng 9, cục diện tương xung ám hại. Người tuổi Canh Tý không mấy nhiệt tình trong công việc vào ngày hôm nay. Bạn thường tìm cách đùn đẩy trách nhiệm hoặc có làm thì cũng chỉ làm một cách đối phó để không bị trách phạt. Hãy chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, đừng để tình trạng này kéo dài, nếu không bạn sẽ trở thành người tụt hậu. Bạn vốn là người có tài năng, vì thế đừng để sự lười biếng khiến tài năng của mình bị uổng phí. Tiếp theo là ngày mùng 10, chính tài trợ mệnh. Người tuổi Canh Tý được đón nhận tin mình trên phương diện tài chính trong ngày hôm nay. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, nhận được lòng tin của khách hàng nên các khoản thưởng nóng hoặc lời lãi không hề thiếu. Nếu đang có một khoản tiền dư giả trong tay, bản mệnh có thể thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư. Bạn có cơ hội kiếm về một khoản khá là triển vọng đấy. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình. Kim khắc mộc, đã đến lúc bạn nhìn lại bản chất mối quan hệ giữa mình và người thân, đừng cố theo đuổi những điều xa vời. Nếu có thể cố gắng, hai người hãy tìm cách khắc phục những điều khác biệt. Nếu không thể thì khuyên hai người nên đưa ra những quyết định dứt khoát. Tiếp theo là ngày 11. Hôm nay tuổi Canh Tý có chức có quyền gặp nhiều thuận lợi, có tiếng nói trong cơ quan làm việc. Tuy nhiên, bản mệnh nên tránh những chuyện phiếm ở nơi làm việc, kẻo rước họa vào thân, họa từ miệng mà ra. Con giáp này còn được khuyên là đừng vội đốt chat với những người xem thường hay soi mói khuyết điểm của mình, vì có thể họ là người giúp bản mệnh kiếm tiền. Tuổi này càng nóng tính thì càng dễ mất lộc, tiền không vào nổi túi.
trên phương diện tình cảm, quan hệ xã giao hài hòa, ăn nói được lòng người, gia đình sắp có tin vui. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ, quý nhân phù trợ là Hợi và Mùi. Tiếp theo là ngày 12, nhị hợp giúp người tuổi Canh Tý làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, thậm chí bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Vì thế hãy tự tin đối diện với mọi thách thức và những điều chưa biết trước. Việc hợp tác làm ăn với mọi người cũng diễn ra khá thuận lợi. Bạn biết cách thỏa hiệp để đôi bên cùng có lợi, khiến tiền chảy về đầy túi. Bạn nhận ra rằng không phải lúc nào cũng giữ khư khư lấy lợi ích của mình đã là cách làm việc thông minh. Tuy nhiên, xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực nguy là ngày xấu mọi việc. Vì thế bạn không nên tiến hành những việc quá trọng đại. Hãy rời kế hoạch thực hiện sang ngày khác phù hợp hơn. Như vậy thì mới gặp được nhiều may mắn, công việc mới tiến triển thuận lợi. Tiếp theo là ngày 13. Hôm nay, vận tài lộc của tuổi Canh Tý khá may mắn, trong ngày tốn khá nhiều tiền cho các công việc ngoại giao. Ngày này, sự nhiệt tình của bản mệnh sẽ được đền đáp, sởi lời thì trời cởi cho, không phải lo lắng về tiền bạc thiếu thốn. Tuy nhiên, người giữ chức vụ sẽ không có lợi. Lộc thì nhanh đến nhưng cũng nhanh đi, chỉ khi con giáp này biết hài lòng với hiện tại, không sa đà vào vòng quay chức quyền làm giàu nhanh thì mới thành công được. Vận trình tình cảm cũng khá khởi sắc. May mắn là đối phương không để cho con giáp này phải một mình chống đỡ khó khăn mà lúc nào cũng ở bên hỗ trợ động viên, an ủi bản mệnh sớm vượt qua cơn hoạn nạn. Giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ, quý nhân phù trợ là Thìn và Thân. Tiếp theo là ngày 14, hôm nay tuổi Canh Tý khá may mắn, được mọi người quý mến yêu thương, đặc biệt là những người làm công việc tự do, công chức, luôn nhận được sự yêu mến từ khách hàng và người thân trong cơ quan. Con giáp này được khuyên là hãy tập trung vào công việc chính, không nên sao nhãng việc bên ngoài mà ảnh hưởng tới kết quả. Nên nhớ là đừng quá tham lam mà đánh mất cơ hội tốt, khiến bao công sức hoài phí mà không thu được gì. Bản mệnh càng tập trung vào việc mình đang làm thì càng dễ được tăng lương. Vận trình tình cảm đi lên, tinh thần không còn phải chịu áp lực, nhiều điều muộn phiền và trắc trở. Con giáp này không phải là người xấu tính, nhưng cứ bị người ta chèn ép nên sinh bực bội, cáu gắt. Nhưng ai cũng cảm thông cho, họ hiểu bản mệnh đang gánh chịu những gì. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Tỵ và Dậu. Cuối cùng là ngày 15, hôm nay tuổi Canh Tý có phần may mắn hơn, tốt cho những người sắp thi cử, xin việc, chức quyền. Tuy làm việc hơi chậm chạp nhưng chắc chắn nên không ai dám phàn nàn. Bản mệnh là người hiểu rõ nhất ưu và khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, có người cố tình gây hại, làm hao hụt tài sản hoặc gây mâu thuẫn trong công việc, khiến con giáp này sao nhãng. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh chứ đừng phản ứng thái quá vì sẽ khiến mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Mình cứ làm tốt việc của mình thì không ai làm khó được. Thêm vào đó, con giáp này sống hiền lành nhưng dễ mà làm ơn mắc oán, gặp phải những người sống không biết điều. Có thể bản mệnh sẽ nhận ra bộ mặt thật của một ai đó và nghỉ chơi với họ ngay trong ngày, như thế cũng tốt. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Ngọ và Hợi. Trên đây là phần luận đoán vận mệnh 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch của con giáp. Tiếp theo chương trình là phần cảm ngộ nhân sinh triết lý đổi mệnh. Quý vị hãy cùng nán lại để nghe những kiến thức phương Đông tuyệt diệu từ cổ nhân quý vị nhé. 4 câu nói đầy trí huệ về kiếp nhân sinh giúp bạn bình an suốt đời. Chỉ 4 lời đầy trí huệ của nhà Phật giảng cũng đủ mang lại hạnh phúc cho mỗi chúng ta suốt cuộc đời. Hãy cùng đọc, cùng ngẫm về những câu nói đầy trí tuệ và kiếp nhân sinh ấy. Lời trí huệ thứ nhất: tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Dẫu rằng câu này ai cũng biết, nhưng muốn thực sự lĩnh ngộ được nội hàm đó thì không phải là chuyện đơn giản. Từ xưa đến nay, khắp cõi Đông Tây, người thì bị mê hoặc bởi cái danh, kẻ lại bị dẫn động bởi cái lợi. Người bươn trải vì quan tước, kẻ lại đau khổ vì tình yêu. Họ đều coi danh lợi tình yêu là mục tiêu cao đuổi cao nhất trong cuộc đời này, nhưng lại không biết rằng tài sản lớn nhất của đời người lại chính là sức khỏe của họ. Ngày nay nhịp sống của chúng ta dường như quay nhanh hơn, thở cũng gấp gáp hơn. Đặc biệt là ở những thành phố lớn, con người cứ mải miết chạy theo danh lợi, tiền tài và tình ái mà lao mình như thiêu thân trên các bàn tiệc hay những quán bar, những nơi giải trí thâu đêm suốt sáng.
Nhiều người chúng ta khi còn trẻ đều không biết quý tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của mình, lấy danh lợi tình hay chút hư vinh trong kiếp người. Đến khi mắc phải bệnh tật nọ kia mới hốt hoảng tìm các loại thuốc thang đặc chủng để trị liệu. Ngẫm một chút cũng thấy rằng khi con người già đi thì vốn liếng quan trọng nhất chính là sức khỏe. Dẫu bạc vàng đầy két, gia sản khắp nơi thì cũng chẳng có ích gì. Dẫu có điều kiện ngao du sơn thủy, ngắm nhìn thế giới mà không có sức khỏe thì những điều đó cũng chỉ là một giấc mơ xa xỉ mà thôi. Còn nhớ một cuốn tiểu thuyết viết về một người yêu tiền bạc như mạng sống, đi lạc vào trong một ngọn núi bằng vàng ròng. Khắp ngọn núi đều là vàng bạc châu báu lấp lánh lóa mắt. Người đàn ông vui sướng quay cuồng cười lớn hả hê giữa ánh vàng kim lóng lánh. Vì lòng tham vô đáy, ông cứ đi sâu mãi vào bên trong ngọn núi vàng này tới nỗi mê lạc, không thể tìm được đường ra. Tới khi đói khát, ông cũng chỉ có thể chịu đựng trong cơn quằn quại mà không thể dùng bạc vàng đổi lấy cơm ăn nước uống. Vậy là người đàn ông đã phải bỏ lại nắm xương khô nơi núi vàng. Điều này chẳng đáng buồn lắm sao? Từ đó có thể thấy rằng sức khỏe là điều đáng quý nhất, cũng là tài sản lớn nhất trong đời người. Nếu một người có thể suy nghĩ thông suốt quan điểm này, thì những ý niệm về danh lợi, những ham muốn vượt quá khả năng của bản thân đều sẽ biến thành hư vô. Lời trí tuệ thứ hai, điều đáng thương nhất trong đời người là lòng đố kỵ. Đố kỵ là điều thường thấy trong kiếp người, nhẹ thì sẽ chạnh lòng khi nhìn thấy hạnh phúc và thành công của người khác mà tự cảm thương và than thân trách phận cho bản thân mình. Nặng thì có thể vì lòng đố kỵ sai khiến mà mưu mô hãm hại người khác, gây đau khổ cho người khác và gieo tai họa cho chính mình. Lý Tư vì đố kỵ với tài năng của người bạn học là Hàn Phi mà đã dâng lời sàm tấu lên Tần Vương, đẩy Hàn Phi vào bước đường phải chết trong nhà ngục. Bàng Quyên vì đố kỵ với học thức của Tôn Tẫn vượt qua bản thân mình mà dùng mưu sâu kế độc nham hiểm hãm tại Tôn Tẫn, khiến Tôn Tẫn trở thành kẻ tàn phế. Nếu dùng lời trí tuệ của nhà Phật thì Lý Tư và Bàng Quyên đều là những người vô cùng đáng thương. Âm mưu của họ nhất thời được như ý, nhưng cuối cùng chẳng ai có được một kết cục có hậu vào những năm tháng cuối đời. Đố kỵ là một kiểu bệnh. Người mắc bệnh đố kỵ cả đời chẳng được yên vui. Hôm nay họ lo lắng sợ hãi người khác sẽ vượt trội hơn mình, ngày mai lại lo lắng người khác xếp trước họ. Cả ngày họ sống trong một trạng thái mắc bệnh rất đáng thương. Họ tự dằn vặt và làm khổ chính mình. Ngược lại, những người thực sự có thành tựu, công thành danh toại trong lịch sử đều coi đố kỵ là điều đáng xấu hổ. Âu Dương Tu là lãnh tụ văn đàn thời Bắc Tống. Năm đó, ông đã tiến cử kẻ hậu sinh là Tô Đông Pha. Có người nói với Âu Dương Tu rằng cả tài và tình của Tô Đông Pha đều vô cùng phong phú. Nếu ông đề bạt người này, chỉ e 10 năm sau, người trong thiên hạ chỉ biết tới Tô Đông Pha mà không biết tới Âu Dương Tu. Nhưng Âu Dương Tu chỉ mỉm cười bỏ qua và tiếp tục tiến cử Tô Đông Pha. Chính vì điều này mà người đời sau lại càng sùng kính Âu Dương Tu hơn. Sau khi Tô Đông Pha có thành tựu nổi trội, niềm cảm kích trong lòng đã khiến ông viết ra bài điếu văn cảm động thiên cổ dành cho Âu Dương Tu. Lời trí huệ thứ ba, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Lời này lại càng quan trọng hơn. Cuộc đời của một người sẽ gặp phải một vài kẻ xấu. Những kẻ mặt người dạ thú như côn đồ, lưu manh, vô lại, tiểu nhân, vô cùng độc ác. Nhưng nhìn thấu thì họ cũng không phải là những người đáng sợ nhất. Kẻ thù lớn nhất của đời người vẫn là chính bản thân mình. Một người có thể chiến thắng bản thân mình thì sẽ bách chiến bách thắng. Kỳ thực trong mỗi người đều tồn tại hai nửa tốt xấu. Phật tính cũng có, ma tính cũng còn. Muốn tu tâm dưỡng tính thì cần phải khắc chế những ma tính của bản thân và ngày càng mở rộng hơn phía Phật tính, ví như sự chân thật, lương thiện và nhẫn nại. Nhưng chế ước những tính xấu đâu phải là chuyện dễ dàng. Con người nuông chiều phóng túng bản thân thì dễ, khi phải chịu thiệt thòi thống khổ, khi bị kích động tới tâm can thì thường khó kiềm chế bản thân và không biết lo nghĩ cho người khác, không muốn bao dung và tha thứ cho những người đã làm tổn thương tới mình. Vậy nên mới nói kẻ thù của bản thân là chính mình.
Điều đáng sợ là bản thân mình mắc bệnh nhưng lại không biết, tự đánh giá bản thân quá cao mà trở nên cao ngạo, hoặc quá sùng bái người khác mà thành người tự ti. Hễ chiến thắng bản thân thì trong tư tưởng sẽ có một sự đột phá mạnh mẽ, đời người sẽ được sang trang một trang mới. Bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh vô thường và niềm an vui bất tận trong sâu thẳm tâm hồn mình. Lời trí tuệ thứ tư, hạnh phúc thực sự là buông bỏ. Một người khi xử thế thì dám nắm giữ thể hiện dũng khí, buông bỏ lại thể hiện sự độ lượng, lòng bao dung. Những bó hoa tươi, những tràng vỗ tay, những giây phút huy hoàng trên con đường nhân sinh cũng chỉ là chút hư vinh nhất thời mà thôi. Chúng đến và đi rất nhanh, nhưng thường để lại trong lòng người nhiều sự tiếc nuối. Kỳ thực lúc này chúng ta cần học cách buông bỏ, để tâm mình được nghỉ ngơi tĩnh lặng. Những người có kinh nghiệm xử thế hay, những người đã từng nhiều lần trải qua mưa gió, nóng lạnh trên đường đời lại càng thấu hiểu điều này hơn. Chúng ta có thể tập trung sức vào những việc có ý nghĩa hơn cho chính mình và cho mọi người đang chờ đợi ở phía trước. Cuộc sống như những con sóng, lúc ầm ào cuồn cuộn, khi lại bình yên phẳng lặng, khi thăng lúc trầm. Cuộc sống luôn có những giây phút hạnh phúc rạng ngời, cũng sẽ có những giọt nước mắt thê lương. Thành công và thất bại cũng giao hòa đan xen, khiến tâm trạng và cảm xúc của con người lúc lên lúc xuống, khi buồn khi vui, như vầng trăng khi tròn khi khuyết, khi đầy khi vơi. Vậy nên học được cách buông bỏ, thuận theo an bài của tạo hóa, thấu hiểu ý nghĩa chân chính cõi nhân sinh, mới có thể bình tâm đối mặt với những trắc trở và bùn lầy trên chặng đường đời. Có thể không động tâm trước những gập ghềnh sóng gió dữ dội và những kiếp nạn lớn, bạn sẽ có thể thản nhiên đối mặt và chấp nhận chúng. Những trải nghiệm này sẽ dần dần mở rộng tấm lòng độ lượng của bạn. Phật gia coi lòng bao dung, sự độ lượng là một nguồn sức mạnh to lớn bao trùm khắp thiên hạ. Con người chỉ có thể làm được điều này khi tâm thái họ đã đạt tới một cảnh giới cao hơn. Chuyện gì cần đến cứ đến, cần đi cứ đi. Đến hay đi thì lòng mình vẫn cứ bình thản, âu cũng là một sự siêu thoát trong tâm hồn. Nhưng sự siêu thoát này phải trải qua nhiều năm tôi luyện mới có thể dưỡng thành, có thể nắm giữ, có được giàu sang phú quý là điều đáng trân trọng. Nhưng có thể buông bỏ mới là ý nghĩa xử thế chân thực của kiếp người. Chỉ bốn lời đầy trí huệ trên của Phật gia cũng đủ mang lại hạnh phúc cho mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời. Một người có sức khỏe có thể vứt bỏ lòng đố kỵ, chiến thắng bản thân và luôn bằng lòng với hiện thực thì sẽ không thấy phiền muộn, cũng chẳng thể nuôi dưỡng bệnh nọ tật kia. Một trái tim bình yên và mạnh mẽ có thể tiếp nhận và thích ứng với mọi nghịch cảnh. Những lời trí huệ chân thành này đã gợi biết bao nhiêu điều đáng quý cho những người phàm trần chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng lại có thể suy xét vấn đề từ một góc độ khác. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy một chân trời khác luôn trải rộng trước mắt. Bạn cũng phát hiện ra rằng kỳ thực, những gian truân, trắc trở đang tôi luyện bạn trở nên ngày càng hoàn thiện hơn. Có một loại tôn trọng được gọi là đóng cửa chậm 3 giây. Chiếc máy giặt nhà tôi lúc xả nước hay vắt khô quần áo thì đột nhiên phát ra tiếng kêu lạch cạch rất lớn. Khi kiểm tra, bác thợ sửa chữa phát hiện một đồng tiền xu bị rớt bên trong. Bác thợ lấy đồng tiền ra và tiện thể làm vệ sinh một lượt bên trong máy. Ông nói rằng máy giặt sau khi dùng một thời gian cần phải vệ sinh sạch sẽ, nếu không sẽ sinh ra vi khuẩn ngấm vào quần áo, không tốt cho sức khỏe. Sau khi sửa chữa xong, bác thợ nhận tiền rồi xách hộp dụng cụ chào tôi ra về. Tôi cũng không có đóng cửa rầm ngay lập tức mà vịn tay vào cửa nói lời chào với bác thợ đang bước về phía thang máy. Tôi mở cánh cửa, đưa mắt dõi theo bước đi của ông, mãi đến khi ông đi vào thang máy rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi thầm nghĩ, giờ phút này, dù ngoài kia có gió lạnh đến cắt da, thì trong lòng bác thợ chắc hẳn cũng thấy ấm áp, bởi khi ông rời bước, ngay phía sau lưng ông không có tiếng đóng cửa rầm vô cảm và lạnh giá. Ông đã nhận được sự tôn trọng, đóng cửa chậm 3 giây của người khác đối với mình. Thói quen đóng cửa chậm 3 giây này là do 3 năm trước, sau khi tôi đến nhà một vị khách hàng mà hình thành nên.
Lần đó vì tài liệu gấp gáp và cũng là ngày cuối tuần nên tôi nhất định phải tự mình đến nhà khách hàng để lấy. Lúc tôi nhận được tài liệu và ra về, hai bước chân vừa ra khỏi cửa, bỗng sau lưng cánh cửa đóng rầm lại một tiếng rất mạnh. Âm thanh đáng sợ đó khiến tôi thực sự sốc. Tôi thầm mong và tin tưởng rằng đây không phải là chủ ý của khách hàng, mà là vì sân thượng nhà họ rộng rãi, thông thoáng, nên gió mới lùa vào cửa và gây ra tiếng động, bởi vì chúng tôi trước đây đã từng gặp gỡ nhau như thế này rồi. Cho dù đã nghĩ như vậy, nhưng cánh cửa kia trong nháy mắt đóng lại thật nặng nề như vậy, khiến lòng tôi chịu nặng. Tôi cảm giác như một thứ gì đó, gọi là được tôn trọng, đã vụt khỏi tôi. Cảm giác được tôn trọng đôi khi khó mà có được, nhưng khi có được rồi sẽ khiến chúng ta cảm nhận được, dù trải qua ba mùa đông vẫn còn thấy ấm áp. Rất nhiều người chúng ta đều biết rằng trong thang máy thông thường có lắp một chiếc gương này có tác dụng gì đây? Nhiều người có thể không trả lời được, mấy năm trước tôi cũng không trả lời được. Tôi luôn cho rằng chiếc gương đó là có tác dụng để giúp cho những người khi vào trong thang máy sửa sang một chút dáng vẻ của mình. Nhưng khi tình cờ biết được câu trả lời chính xác, tôi chợt cảm thấy cảm động, giống như được ngắm làn mưa phùn nhẹ nhẹ. Câu trả lời đó chính là, khi có người tàn tật ngồi xe lăn, đi vào thang máy, anh ấy hay cô ấy không cần phải cố sức xoay người lại, mà vẫn có thể nhìn thấy đèn hiển thị các tầng từ trong gương. Từ những việc nho nhỏ hay những chi tiết tỉ mỉ thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, tựa như một đóa hoa cúc nho nhỏ, tuy không xinh đẹp đến kinh thiên động địa, nhưng lại âm thầm lặng lẽ tỏa từng chút hương thơm, nhẹ nhàng mà thật ấm áp. Thưa quý vị, những lời giải đoán vận mệnh trong năm mới 2024 trên đây đã khép lại chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bổ ích lần sau. Chúc quý vị một vận trình như ý, phú quý, bình an.